Anh em nghe tiếng gì không? Bây giờ nhá. Bây giờ thả tay ra xem là nó chạy đâu nhá. Thả tay ra bây giờ nó không chạy đâu nhá. Bây giờ chơi trò liều nhá, thả tay nhá. Thả nhá. Tôi chết rồi. Đuổi. Hello. Chị chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với video tiếp theo của mình nhá. Hôm nay mình sẽ làm con diều. À, mình sẽ thả con diều này các bạn nhá. Các bạn biết loại này là diều gì không? Đây, giờ sẽ thả quả này lên nhá các bạn nhá. Ây da. Điều này xem là thả lên này xem có đứt được không? Mẹ, đứt ngay. Đứt bằng dây chỉ này, đứt ngay. Đứt thì tìm diều, sợ gì? Để anh chạy cho. Ok. Đây nhá. Ôi ơi. Không cần, không sao. Từ từ ăn cho nó dài dây ra cái đã. Cho nó hẳn lên luôn, phát lên luôn cho nó. Tầm này là chắc là cũng lên được. Tầm này được chưa? Nào căng hẳn đấy ạ. Không được rồi, không được rồi. Lại nhá, 1, 2, 3 lên. Lên được các bạn ạ. Lên ngon. Ơi đừng. Thôi. Xuống đấy được không? Được ấy, lên được ấy. Không kéo một tí là rơi ra thôi mà. Chưa. kéo một tí là nó rơi xuống ngay đấy. Đu lại quả này không? Thử xem mà nó có lên được không? Nhưng chắc là khả năng cao nó lên tiếp thôi các bạn. Đây. Nào, chuẩn bị nhá. Lên. Vào mái lưỡi là thôi vứt diều luôn đấy. Đấy à? Thế cho xuống đi vậy. Cho xuống này đu lại vậy. Hả? Không phải á? Được mà, lên mà. À được phết đấy nhở. Thả bằng dây chỉ này là nó hơi sợ, hơi ghê. Lên tắp luôn các bạn. Ơi. Bơm tí dây nhá, bơm thêm dây nhá. Cuộn này cũng bơm này. Đúng không? Đúng hơi lé. Ui. Càng đẹp luôn này. Lên trên gió to à? Ui. Đứt không? Cái dây này ghê lắm anh em ạ. Đây, nhìn này. Cả lăng bây giờ phải kéo xuống để đổi dây thôi các bạn. Giờ phải đi mua cuộn chỉ khác đây các bạn. Cái cuộn chỉ đấy là nó hơi bị mỏng quá, bé quá. Thả cái đấy là sợ nó bị đứt dây. Nên là sẽ đi mua cuộn chỉ khác để thả. Đây, mua được 3 cuộn. Đây. Kẹp vào đây đã. Đây, được 3 cuộn chỉ này các bạn. Sẽ cuộn nó vào ống xong bắt đầu thả nhá. Tại vì cái lúc nãy thả bằng cái cuộn dây kia nên là nó ấy quá. Nó bị bé quá. Thả bằng cái này nó bé quá các bạn ạ. Nên là bắt buộc phải dùng bằng cái dây gai này chứ không thả là lên là nó cựa tay lắm. Đứt ngay. Ừ. Các bạn nhìn chưa? Quả diều này mắt kính chưa? Trông chất không? Hơi bị hay đấy. Vào đăng ký kênh nhá. Anh em nào vào đăng ký kênh nhá, tặng quả diều ấy luôn nhá. Làm diều tặng luôn. Mấy cái loại diều nhỏ này anh em nào ở gần thì cứ đến đây là làm mấy vần tặng diều anh em luôn. Diều nhiều lắm. Diều lắm. Ok. Rồi. Nào, tiếp tục. Thả tiếp à? Thả đi. Được không? Được rồi đúng không? Này không lên nữa thôi đấy. Vứt luôn.
Ừ, anh em nghe tiếng gì không? Bây giờ nhá. Bây giờ thả tay ra xem là nó chạy đâu nhá. Thả tay ra bây giờ nó không chạy được đâu nhá. Bây giờ chơi trò liều nhá, thả tay nhá. Thả nhá. Và lấy cái tí nước. Cho đầy cho nó chắc. Kệ nó. Được rồi. Nào nhá. Chuẩn bị này. Thả tay nhá. Anh em tin không? Này. Diều nó trên cao kìa. Bây giờ mình sẽ thả tay ra xem là nó có kéo được đi không nhá. Không đi được, không đi được. Không đi được. Bỏ vân lương ra. Bỏ vân lương ra, bỏ vân lương ra. Đây. Lần này sẽ làm phát này là lúc ấy là đầy chai là nó không kéo đi đâu các bạn. Giờ sẽ cho lửa chai nhá, xem nào. Xem khả năng đặt ở đây nhá, xem nhả tay ra xem nó có lên được không nhá. 1 2 3. Vẫn không đi được, không đi được, không đi được. Không lên được, không lên được. Không lên được. Đấy, lần này chơi dại hơn này. Đổ hết nước rồi. Đổ hết nước. Lần này nhá. Đây nhá. Lần này thả hết nước rồi nhá. Là các bạn nhìn này, vẫn diều ở trên trời ấy kìa. Xong mấy lần đổ đấy nó không bay được đâu các bạn. Lần này thả này. Ôi. Không bay được. Bay không? Bay. Nhìn này, nhìn này. Anh em nhìn này. Nhìn lại quả lưỡi nhá. À nhìn lại nhá. Tôi chết rồi. Đuổi. Đâu rồi? Đâu? Đây. Ôi tôi xong rồi. Úi giời ơi, giờ làm nào? Có xuống được. Chào vậy, đế anh chào lên cho vậy. Ôi giời, cái trò thả diều cũng vui thật đấy, nhưng mà cái trò này còn vui hơn cả thả diều các bạn. Trò này còn vui hơn thả diều. Mình lại cứ tưởng là nó không bay đâu, nhưng mà gió mạnh lên là phát nó bay luôn. Đây này, bây giờ là nó ở trên ngọn cây rồi này các bạn nhìn này, đấy cái chai nhựa kìa. Bây giờ phải kiếm cái que thì mới lấy được xuống các bạn. Mình chơi cái trò này hơi ngu các bạn. Trò này ngu, nhưng mà vui vãi đấy. Vui vãi. Thật sự ấy. Được chưa? Bây giờ là cuốn vào. Trèo lên xong vít xuống. À ừ đúng rồi. Đây để anh. Ờ mà anh cũng có cao đéo đâu. Cứ vít xuống. Được. Ôi giời ơi, ngon quá. Với anh. Ê. Với anh cho cái nữa. Ờ bây giờ là làm nào bây giờ nhỉ? Rồi. Chốt nó vào đây các bạn nhá. Để không gian để làm diều nhỏ nhá. Ok anh em nhá, giờ sẽ kéo con diều này xuống nhá. Con diều như này là làm mà thành công rồi đấy các bạn ạ. Ok. Video này tạm dừng nữa, hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo nhá. Nhớ để lại cho mình xin một đăng ký bên dưới nhá. Anh em nào có thử thách gì cứ comment bên dưới ấy. Mình sẽ thử với những có gọi là những cái độc và lạ nhất mà anh em ý tưởng của anh em nhá. Ok, video này tạm dừng nhá, bye bye.